cao cho âm thanh số thì xin chào anh Trương Văn Trang nhé. Anh có số điện thoại là 0932, ba số cuối là 133. Anh ở đường Lê Thị Út, tổ 7, số nhà 69, khu phố Chiêu Liêu, Dị An, Bình Dương. Vâng, sau khi anh có kiểm tra kênh YouTube và anh tin tưởng anh có đặt một sản phẩm súp điện B3 lòng vàng. Vâng, anh có bảo là anh cắm từ vang xuống thì bên em có tặng anh dây canông ra hoa sen để anh cắm trực tiếp từ vang xuống súp nhá. Vâng, thì đây là cái tổng thể cái súp B3 lòng vàng của anh bên em, đây vừa lấy ở hộp ra đây ạ. Đây thì nằm bên cạnh đây là cái súp B3 lòng vàng của anh. Trước khi bên em có gửi cho anh thì bên em đưa vào phòng kỹ thuật test trước mấy tiếng ổn định trong bên em mới quay video về cái sản phẩm của anh đã đặt. Thì trước tiên em thay mặt công ty JK Audio Thành Số thì cảm ơn anh đã tin tưởng vào ủng hộ sản phẩm bên em nhé. Còn thì đây là cái giao diện súp B3 lòng vàng của anh đây này. Đây là hộp em bỏ ra. Đây để em test cho anh. Đây là bên em đang đấu trầm trực tiếp cho anh nhé. Đây em đang đấu từ sau vang này. Thì đặc biệt cái vang này của em lại là 6 ly dao hoa sen nhé. Đây ạ. Đấy, 6 ly dao hoa sen này. Đấy. Em đưa trực tiếp xuống súp này. Đấy, trực tiếp xuống súp. Thì bên này em sẽ tặng anh dây này nhé. Đấy, kết nối với súp đây. Đấy. Đang châm này đang hoạt động đây ạ. Đấy. Em tắt đi cho anh nhé. Đấy. Hết trầm rồi ạ. Đây, đây cổng súp này cũng vào được này. Đấy, bật trầm lên cho anh này. Anh cắm vào cái răng này đi. Đấy, tiếng trầm rất là sâu, chắc gọn. Không phải anh đặt hàng xong bên em gửi luôn đâu, bên em test rất kỹ. Trước khi em quay video này thì bên em cũng có cho vào phòng kỹ thuật kiểm tra trước rất là lâu, ổn định bên em mới gửi. Vì những bác ở xa ấy thì bên em kiểm tra kỹ lưỡng vì tránh cái trường hợp mà xảy ra những lỗi lầm mà người đi gửi lại rất là mất thời gian. Bên em làm rất là uy tín. Về giao diện phía trước thì rất là đẹp, được sơn sần màu đây màu chống sần, sơn màu đen chống sần, chống trời xước rất chắc chắn, khỏe khoắn. Đằng trước đây là màu vàng này, bát đây này. Trầm đang hoạt động đấy ạ. Đây sát cho anh cái trầm đang hoạt động ạ, cái bát lòng vàng đang hoạt động đấy ạ. Rất sâu, tiếng rất là mềm và chắc gọn. Em có kết nối với vang cơ Zia Camel Amabic và đô la full Greenwood. Đấy và đấu đằng sau vang đấy ạ. Đấy, giới thiệu lại cho anh chi tiết. Anh dùng vang số thì em sẽ tặng dây canon nó như này này, để ra hoa sen. Thì anh Trang nhé, thì con xuất điện B3 lòng vàng của anh hoạt động rất tốt nhé. Và sau đây em xin phép đóng gói và rất là cẩn thận trước khi gửi cho anh nhé. Anh Trang nhé, bên em có tặng kèm anh dây cà đông da hoa sen này để anh đầu súng đúp nhé. Đây nó đi kèm cả một dây nguồn nữa ạ. Đây anh nhé, sau khi bên em đã kiểm tra bọc lót rất cẩn thận thì đây đầy đủ thông tin của anh. Bên em đã đóng thùng và bọc màng co chống nước, chống mưa. Vâng, sau cùng em chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Cho anh luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.